Để giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định cấm toàn bộ xe tải trên 1,25 tấn hoạt động quanh khu vực nội đô vào khung giờ cao điểm từ 6 đến 21 giờ. Phạm vi cấm được tính từ vành đai 3 trở vào trung tâm thành phố. Tuy nhiên hiện nay vẫn có nhiều loại xe tải, xe bồn hoạt động trên một số tuyến đường nội đô trong khung giờ cấm. Theo ghi nhận của chúng tôi, trên các tuyến đường như Kim Mã, Đào Tấn, Liễu Giai, Thái Thịnh, Hoàng Cầu, Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Huy Tưởng vẫn có rất nhiều xe tải có trọng lượng lớn như xe bồn trộn, xe chở hàng loại trên 1,5 tấn trở lên hoạt động xuyên suốt trong tất cả các giờ. Các loại xe này thường mang theo logo có tên Bê Tông Việt Tiệp, Taxi Tải Thành Hưng, Taxi Kiên Thanh, Taxi Tải Tâm An cùng với hàng trăm đầu xe chở hàng của tư nhân, các công ty, tập đoàn lớn. Đặc biệt, các xe này đều di chuyển rất nhanh trong thời điểm mật độ giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Trên địa bàn Hà Nội từ trước đến nay cũng đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến những hoạt động của xe tải. Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải từng nêu quan điểm bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân thủ đô là nhiệm vụ quan trọng nhất. Thế nhưng trên thực tế, hàng ngày người dân tham gia giao thông thủ đô vẫn nơm nớp lo sợ những hung thần xa lộ ngày ngày vẫn ngang nhiên quần thảo trên các tuyến đường mặc cho có biển cấm hay đang trong giờ cấm.